Hôm nay chúng mình sẽ đọc bài Annul. Âm L là cong lưỡi này. N là phụ âm kết thúc từ đằng trước, nối với O là nguyên âm bắt đầu từ đằng sau. Từ này mình đọc là Annul. Annul, ok. Annul, Annul. Nếu đọc clear ra, Annul. TH đẩy lưỡi này. TH đẩy lưỡi, there. Các bạn xem bài TH của cô nhé. Chúng ta truy cập englishamom.com để học mục phát âm, để nắm được các kỹ thuật này nó là cái gì. There is, ending sound trên này là Z, phụ âm nối với nguyên âm. There is an owl in the woods. TH đẩy lưỡi này. There is an owl in the woods. There is an owl in the woods. There is an owl in the woods. There is an owl in the tree. Căng hai mép ra. There is an owl in the window. There is an owl in the window. There is an owl in the grass. TH phải đẩy lưỡi, phải học bài âm TH. Bài này thì, tức là âm TH này trong tiếng Việt của mình không có, thì mình phải phát âm chuẩn. TH đẩy đầu lưỡi ra ngoài. Father, mother, there. There is an owl in the flowers. Ending sound không được bỏ này. There is an owl in the snow. Ở trong bài này cô đang dạy các kỹ thuật về nối âm này, âm TH này, ending sound này. There is an owl in the sky. Fly, owl, fly.